Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay sẽ là một mecha nữa xuất hiện ở trong Osama Sentai Kingozer. Và như các bạn thấy thì đây chính là The It God Tarantula. Và nó có thể chuyển thành Tarantula Knight, một chú nhện màu trắng các bạn hen. Sản phẩm này được Bandai niêm yết với giá là 8.250 yên, quy đổi từ yên qua Việt Nam đồng là tầm khoảng 1.400.000. Tuy nhiên đó chỉ là giá quy đổi thôi, còn giá mà chúng ta mua được tùy vào nơi mà chúng ta order, nó sẽ có chiết khấu rồi tiền ship, thuế má này nọ các kiểu vào. Thì mẫu sản phẩm này tôi mua được với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Có thể các bạn mua với giá 1.900.000 hoặc là 1.700.000 hoặc là 2.000.000, thì giá 1.800.000 ở đây của tôi là giá để mà các bạn tham khảo ha. Và ở mặt sau của box sẽ cho chúng ta thấy được những tính năng chơi của một sản phẩm này, như là nó có thể chuyển dạng rồi ha, và nó có thể kết hợp với lại Legend King Ozer để tạo thành một dạng hợp thể mới, đó là Extreme King Ozer. Ok, không dông dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về một sản phẩm này hen. Và đây là một chú nhện trắng với tên gọi là God Tarantula. Thoạt nhìn phong dáng của con nhện này là đẹp ha. Tuy nhiên á, nó sẽ có những chỗ mà tôi chưa được hài lòng lắm. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ ra những chỗ mà tôi chưa hài lòng ha. Đầu tiên nhất, dễ dàng nhận thấy nhất, đó chính là cái phần chân sau của con nhện này. Đây, những cái phần chân trước của nó ha, thì cái phần này của nó sẽ là màu vàng. Thì tại sao cái phần này lại là màu trắng? Tôi biết rằng để khi chuyển thành dạng robot, nó có cái phần bàn chân màu trắng. Nhưng mà tôi nghĩ là cái phần bàn chân màu trắng hay màu vàng nó cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Tại sao không chịu thiết kế cho cái phần này là màu vàng để cho nó đồng bộ ha? Đó là về màu sắc. Còn về cái hình dáng của nó thì các bạn thấy rất là cổ thả. Bandai ở đây không chịu làm một cái bước chuyển dạng gì cả. Chẳng hạn như cái bàn chân nè các bạn, đây rõ ràng là cái bàn chân của con robot luôn. Tại sao Bandai không thiết kế xoay vặn vẹo một chút để cho nó mang những cái hình dáng giống như là ở đây, nó sẽ hợp lý hơn ha. Nhìn nó giống như là con nhện nó mang giày vậy đó các bạn. Khi mà tôi nhìn cái con này á, nhìn con nhện này á, tôi liên tưởng đến con quái vật nhện ở trong truyện Giai Ba. Tôi lấy ra cho các bạn xem ha. Đây các bạn, đây là cái tạo hình của con quái vật nhện ở trong truyện Giai Ba nè. Những cái chân trước của nó thì không nói, còn hai cái chân sau cùng á là ở dưới nè, thì nó mang giày. Các bạn thấy rõ không? Cho nên á, khi mà tôi nhìn cái con nhện này á, tự nhiên trong đầu tôi hiện lên cái hình ảnh con nhện ở trong truyện Giai Ba luôn. Kỳ các bạn. Và tiếp theo, một cái điểm nữa tôi không có, kiểu như là tôi thấy nó lứng cứng á, đó chính là hai cái phần chân ở giữa nè các bạn. Nó chỉ là cái chi tiết thôi và nó mỏng te à. Các bạn nhìn nè, trước nè, giữa nè, chân sau nè, nó đều có kích thước đều như nhau ha. Tuy nhiên ở cái chân giữa này thì nó chỉ là một cái chân mỏng te một tét à. Bandai xử lý kiểu ẩu tả đó các bạn. Nếu là tôi ha, thì tôi sẽ thiết kế cho cái phần chân của con nhện nè, chân sau nè, nó sẽ là tách ra được. Khi ở dạng robot thì hai cái phần chân đó nó sẽ bóp lại ha, nó sẽ bóp lại thành một chân. Khi ở dạng nhện á, thì cái phần chân robot đó nó sẽ tách ra làm đôi, thì nó sẽ xử lý cái vấn đề tốt đẹp hơn. Vì khi cái phần chân nhện này nè các bạn, nó tách ra làm đôi á, thì nó sẽ có kích thước đều như vậy ha. Nhưng mà khi nó trở thành dạng robot á, thì hai cái phần chân á, hai phần chân nhện nó chập lại làm một, thì nó sẽ to ra, thì nó cũng sẽ rất phù hợp với cái phong dáng robot của nó. Và cái thiết kế đó đó là hoàn toàn có thể làm được, chứ không có khó khăn các bạn ha. Tuy nhiên ở đây là Bandai không chịu làm. Và có một điểm mà tôi thắc mắc ở đây nè các bạn, là kỳ cục lắm luôn. Như ở đây, hai cái chân trước này nó sẽ ráp thành hai cái phần tay của robot, và hai cái chân giữa này nó không có cái nhiệm vụ gì khi là ở dạng robot cả. Nó cơ bản chỉ là co lại tạo thành cái phần vai của dạng robot thôi. Tuy nhiên á, thì ở hai cái chân giữa này nó lại thiết kế khớp lục giác. Khi mà chúng ta xoay vặn bẻ, nó sẽ tạch tạch tạch. Các bạn thấy không? Nhưng ở hai cái chân trước này nè, ráp thành hai cái phần cẳng tay của dạng robot nè, thì
nó hoàn toàn không có khớp lục giác, mà nó chỉ đơn giản là khớp trơn tru thôi các bạn. Hiện tại thì nó còn rít, nó còn cứng. Nếu mà chúng ta xoay nhiều thì tương lai sẽ như thế nào? Nó sẽ lỏng le đó các bạn. Tại sao không đổi vị trí lại ha? Là cho cái phần cẳng tay này có khớp lục giác như cái phần này. Đó, các bạn thấy không? Bandai cái kiểu hiện tại nó như thế nào đó các bạn? Kỳ cục lắm luôn á. Và ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuyển nó thành dạng robot Tarantula này. Các bạn hãy xem cùng tôi ha. Trước tiên hết, để dễ thao tác, chúng ta sẽ xoay cái phần đuôi nhện lên như thế này ha. Và rồi, cái phần chân của nó nè, hai chân sau sẽ trở thành cái phần chân của robot. Bẻ xuống và xoay, vặn bẻ cho nó đúng cái chiều thôi các bạn. Với cái phần này nè, chúng ta sẽ xếp lại và hạ xuống như vậy. Bên đây cũng là như thế các bạn ha. Bẻ xuống, xoay vặn bẻ cho nó đúng cái khớp, đúng cái chiều, vị trí là được. Và xếp lại. Như vậy là chúng ta đã xong hai cái phần chân robot rồi ha. Tiếp đến là cái phần này. Thì mở ra như thế này ha. Và các bạn để ý nè, xoay xuống. Và cái phần này, đó, xếp lại. Và chỗ này bẻ lên. Như vậy là chúng ta đã xong một bên tay rồi ha. Thì tương tự ở đây cũng là như vậy. Mở ra, mở ra, cho nó thẳng ra ha. Và xoay, xoay phần này xuống, mở lên. Và phần này xếp gọn lại, cuộn tròn lại. Như vậy là chúng ta đã xong hai phần tay. Và tiếp đến là cái phần này, phần đầu của robot nè. Mở ra và trượt lên. Còn cái phần này tắt nó ra ha. Trượt ra như thế này. Và xếp gọn lại, chỉnh lại vị trí thân người của nó. Ở đây nó sẽ trở thành cây súng. Và nếu như là tôi là người thiết kế con này, tôi sẽ thiết kế cho nó chỗ này nè, nắm cái cục vàng, kéo cơ chế trượt đó các bạn, kéo nó ra để cho cái nòng súng nó dài ra một chút, để nó mang cái hình dáng là cây súng hơn. Còn ở đây nó chỉ đơn giản là tháo cái đít con nhện và gắn vào đây thôi. Nó cũng chưa ra dáng là một cây súng ha. Và bây giờ quay trở lại cái vấn đề tôi nói khi nãy, các bạn xem nha. Chẳng hạn như cái phần chân trước của con nhện sẽ trở thành cái phần cẳng tay, thì cái phần khớp xoay của cẳng tay nó chỉ là khớp trơn tru thôi, thấy không? Còn riêng cái phần này nè, phần chân ở đằng sau chân trước á, nó sẽ trở thành cái phần, nó gặp lại trở thành cái phần giáp vai đi ha. Chúng ta tạm cho nó là giáp vai đi ha. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nó sẽ không cần di chuyển nhiều. Nhưng Bandai lại tích hợp cái phần khớp lục giác ở đây. Thấy không? Bẻ nó tập 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 nè. Cái phần khớp lục giác này á, nó sẽ giúp cái vai trò là giữ vững cái vị trí của những cái phần này. Thì ở đây tại sao Bandai không làm khớp lục giác ở ngay đây? Ở đây khớp xoay của phần cẳng tay nó sẽ là quan trọng hơn, đúng không các bạn? Thấy không? Thấy rõ ràng là Bandai nó bị khùng không? Rõ ràng luôn. Còn ở đây là khớp xoay của tay đi ha. Khớp đưa lên thì nó là khớp bánh răng, ok, chúng ta không nói rồi ha. Và ở đây nè, đáng lý nè, cũng nên cần khớp bánh răng để giữ nó cố định lại. Thì ở đây cũng chỉ là khớp chân chu thôi. Bây giờ nó cứng cáp thì không sao ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta xoay nhiều á, nó lỏng chẳng hạn, thì nó sẽ rất dễ bị mất vị trí, khó chịu lắm luôn các bạn. Và như vậy là Tarantula Knight dạng robot đã xong rồi. Về form dáng của nó các bạn thấy rõ ràng rằng nó đẹp ha. Nhìn chung, nhìn tổng thể chung á, thì nó sẽ là đẹp, sẽ là ổn áp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy nó cũng sẽ có những chỗ rất là khó chịu. Chẳng hạn như cái phần chân nhện này nè. Nếu như không làm theo cái cách ráp của tôi, là cái cách xử lý hai cái phần chân nhện chập lại thành chân robot á, không làm theo cách đó cũng được đi, thì cái phần chân nhện phụ này nè các bạn,
cứ để chìa ra như vậy nó khó chịu lắm. Tại sao Bandai không làm một cái khớp gập ở đây ha, gập cái phần chân nhện vào bên cái đùi, rồi nó còn dư một chút nữa thì nó gập vào bên trong này luôn. Hai gập ha, gập thì nó sẽ cuốn tròn cái phần chân nhện nè và cái phần đùi thì nó sẽ gọn gàng hơn, tự nhiên để chìa như vậy. Và cái phần này cũng vậy nè các bạn, mặc dù rằng ở đây nó có cái chốt để giúp cho cố định hơn so với cái phần chân của con bọ ở trong bọ Kabuto ở trong con Kinoza ha, nhưng mà cái cách ráp của nó đó lại bê nguyên si từ con đó ra, nó thật sự là nhàm chán và nó cứ chìa như vậy rất là chán luôn các bạn. Về form dáng thì nhìn chung là ổn áp ha, còn về cách ráp thì như tôi nói đó là nếu như nó làm ráp chi tiết hơn thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và chúng ta nhìn tới cái phần màu sắc của nó ha, màu sắc của nó sẽ có những cái màu vàng gold khác nhau nha. Chẳng hạn như cái màu vàng gold ở trên cái phần người á, nó sẽ sơn theo cái tông là nó sẽ đậm hơn, nó thiên về đồng hơn. Còn màu vàng gold ở ngay cái phần mặt nạ dạng hợp thể nè, nó tái hơn các bạn và nó cũng rất là đẹp. Hai màu vàng gold này đều đẹp ha. Còn lại là cái màu nhựa vàng thì cũng là ok. Và các bạn nhìn nè, đối với cái phần bàn chân của Ruo á, tôi thấy á, nếu như để nó là cái màu vàng gold, màu vàng thường chứ nè, như cái màu vàng ở ngay đây đi, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tông xịt tông hơn ha. Tự nhiên tại sao Bandai lại chấp niệm làm cái bàn chân của dạng robot màu trắng như vậy, cho nên khiến cho tôi mang cái suy nghĩ là con nhện nó mang giày các bạn. Và kể cả cái phần chân phụ này nữa nè, nếu mà để cho nó tông xì tông hơn á thì nên sơn cái chỗ này là cái màu vàng luôn ha, nhưng mà ở đây thì không, cho nên nhìn con nhện nó cứ không có cái sự nhất quán ở cái phần chân của nó đó, cảm giác khó chịu. Và các bạn nhìn kỹ nha, cái phần trắng này nó cũng sẽ là hai màu trắng khác nhau. Thoạt nhìn chúng ta tưởng là nó bị ố, bị xuống màu, nhưng mà đây là một sản phẩm mới mà các bạn, thì làm sao có trường hợp xuống màu được. Chỉ là Bandai lựa chọn hai cái loại nhựa khác nhau trên cùng một mẫu sản phẩm này thôi. Dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là cái phần đùi ở bên trong nè các bạn, nó là cái màu vàng, cảm giác như là vàng nó đục xuống, cảm giác như vàng bị ố, bị ngà màu vậy đó. Còn cái phần trắng ở cái phần má bên ngoài của đùi á, nó sẽ là trắng theo cái tông là tông lạnh hơn. Nhìn kỹ là sẽ thấy ha. Nhưng mà nhìn chung á, nhìn chung lại một cách tổng quan là màu sắc đối với mẫu sản phẩm này là đẹp. Và mẫu sản phẩm này có khớp action nữa, thì bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi ha. Chứ thì hết là đầu của nó nè, ngước lên cúi xuống xoay tròn thoải mái ha. Và tay của nó xoay tròn được. Và nó có khớp bên răng á, bẻ nó tập nhảy rất là đã các bạn. Và phần tay của nó khớp xoay lên cũng là khớp bên răng, nó nhảy đã lắm các bạn. Đưa lên được như vậy ha. Còn riêng cái phần khớp xoay của cẳng tay thì nó chỉ là khớp trơn trù thôi, đáng tiếc không có khớp lục giác cho chúng ta. Và khớp khỉu tay nó cũng là khớp bánh răng các bạn, bẻ đã lắm. Và bẻ lên được như thế này ha. Còn riêng cái phần cổ tay nè, tôi thể hiện bên đây cho các bạn xem dễ hơn ha, nó cũng là khớp lục giác, xoay bẻ tập đã lắm. Còn người của nó thì ở mọi sản phẩm này nó sẽ không có khớp xoay người ha, không có khớp xoay người, nó chỉ có khớp gặp người thôi. Và khớp gặp người nó cũng có khớp bánh răng nữa, bẻ tập đã lắm. Và nó gặp người được như thế này luôn nè các bạn. Tiếp đến là khớp háng của nó ha. Đây, nó chỉ đưa lên được như vậy thôi các bạn, không có nhiều. Do nó bị vướng á, mặc dù rằng nó không có cái giáp hông, nhưng mà do cái phần đùi của nó to quá nó bị vướng, cho nên nó không đá lên được cao ha. Và tẹt được như thế này. Và một lần nữa, khớp xoay của phần cẳng chân cũng là khớp trơn tru, nó không chịu làm khớp bánh răng các bạn, hoặc là khớp lục giác, mà chỉ là khớp trơn tru thôi. Hiện tại thì khớp trơn tru này của nó còn cứng cáp ha, nếu mà một thời gian nó bị lỏng thì sẽ không biết như thế nào luôn. Và khớp gối của nó, khớp bánh răng, bẻ được như vậy. Còn bàn chân của nó đó các bạn, cái khớp của cổ chân nè, nó chỉ đơn giản là khớp bi thôi, và nó xoay tròn được như vậy.
Copy thì cái cách xử lý để cho khớp của nó xoay vặn bẻ là nó dễ, nhưng mà về lâu về dài đó, tôi sợ nó bị lỏng lờn á, thì khi đó cái mẫu sản phẩm này của chúng ta sẽ không đứng vững. Và đó là tất cả những khớp có ở mẫu sản phẩm này rồi. Bây giờ tôi sẽ bô một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi ha. Bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi đối với mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết là về phong dáng của nó. Phong dáng của nó cả ở dạng nhện và dạng robot nhìn chung là đẹp các bạn ha. Tuy nhiên á, do cách ráp của nó không được chi tiết cho lắm, và do cái cách phối màu của nó một vài nơi á, nó không được ổn áp á, cho nên nó có một chút gì đó tôi không hài lòng. Và về cái phần khớp action đó, thì tôi thấy được rằng mẫu sản phẩm này nó là có khớp cũng cứng cáp, bánh răng nhiều, nhưng vẫn có nhiều nơi trọng yếu là khớp chân tru, chẳng hạn như khớp xoay của cẳng tay là chân tru và khớp xoay của cẳng chân cũng là chân tru. Nếu như nó thiết kế khớp lục giác như ở chỗ này nè thì sẽ là rất là tuyệt vời rồi, thấy không? Tự nhiên có chỗ thì lại làm, có chỗ thì không làm, mặc dù rằng cái kích thước của nó là như nhau, các bạn thấy. Ở đây khó hiểu Bandai lắm luôn á các bạn. Chúng ta phải lên tiếng chê những chỗ mà không được và khen đúng, chứ đừng có mà cái kiểu thương quá rồi cứ khen khen miết, họ sẽ không nhận ra được chỗ nào là tốt, chỗ nào là tệ. Cho nên tôi là như thế đó, có cái gì đó mà tôi thấy không được là tôi sẽ lên tiếng ngay thôi. Còn về màu sắc của nó thì những chỗ tôi đã chê từ nãy đến giờ thì không cần lặp lại ha, thì màu sắc của nó nhìn chung là đẹp, không tệ. Quay trở lại với cái phần khớp action nhé. Như tôi đã nhận xét nhiều mẫu đó, thì mẫu này cũng sẽ bị dính một cái lỗi, đó chính là khớp action của nó nhiều nơi xoay vặn bẻ này nọ, nó sẽ có biên độ tốt ha. Tuy nhiên có những nơi nó không có khớp, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bâu được một vài tư thế bị giới hạn, chứ không bâu được nhiều các bạn. Chẳng hạn như cái phần người của nó nè, nó không có khớp để xoay, cho nên chúng ta bâu á thì với tư thế nào thì cái người của nó cũng thẳng nè, chứ nó không xoay qua xoay lại được ha, cho nên nó bị cứng trong lúc mà chúng ta bâu thế á. Rồi, như vậy thôi, không còn gì để nhận xét về mẫu sản phẩm này nữa. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.